Chào mừng các bạn trở lại với Vlog Pin TV. Hôm nay thì sẽ cập nhật một sự việc khá là nóng trong ngày hôm qua. Sự việc này xoay quanh việc đội hiệp sĩ ở Bình Dương đã bắt được một tên trộm xe máy và sau đó trả lại xe cho nữ sinh. Và tất nhiên trong câu chuyện này có một người bị đả kích rất nhiều. Và các bạn biết không, không phải là tên trộm mà lại là chủ của chiếc xe. Nếu như ẩu tà để chiếc xe hở hành kẻ trộm lấy mất thì cũng chỉ bị trách một hai câu thôi. Nhưng cô bé này đã làm gì để cả mạng xã hội tranh nhau vào tận Facebook cá nhân ném đá dữ rồi? Đó chính là do thái độ của cô bé này. Sau khi được đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải tìm lại xe bị trộm, cô nữ sinh đại học năm nhất của chúng ta dường như không biết nói lời cảm ơn, không biết ơn những người đã kiếm lại cái xe cho mình, mà buông ra những lời nói vô ơn. Vì vậy kết quả là nhận về hàng tá gạch đá. Xin lỗi khi chúng ta làm sai và cảm ơn khi chúng ta được giúp đỡ. Đó là bài học vỡ lòng mà hàng triệu đứa trẻ đã được bà mẹ thầy cô dạy dỗ từ thuở nhỏ. Vì vậy mà dân cư mạng bức xúc của nữ sinh 19 tuổi ở Bình Dương này nói những lời vô ơn khi được đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm lại xe máy bị đạo trích lấy mất. Câu chuyện chi tiết là như thế này. Vào trưa ngày 22 tháng 7 là hôm qua, thì nữ sinh tên là BH này, sinh năm 2000, ngủ tại Bình Dương, đã ghé vào phòng trọ của một người bạn chơi, sau đó thì dựng chiếc xe lift bên ngoài. Nhân lúc các nữ sinh đang ở trong phòng thì một nam thanh niên bảnh tai tới và bẻ khóa xe, sau đó thì nhanh chóng tẩu thoát. May mắn thay là lúc đó tình cờ chạy ngang qua, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thấy đối tượng khả nghi nên đã lập tức đuổi theo. Truy đuổi qua nhiều tuyến đường thì anh Nguyễn Thanh Hải cùng với các thành viên trong đội đã khống chế được tên đào tặc và xác định đây là một kẻ trộm xe máy. Họ đề nghị hắn phải chỉ đường để quay trở lại hiện trường. Lúc đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tới phòng trọ thì BH mới biết là xe của mình vừa bị trộm và cho hay là chỉ ghé phòng trọ của bạn chơi chứ không ở đây. Dù có gắn camera an ninh nhưng mà khu trọ này tuần trước cũng vừa có người bị trộm mất xe máy. Cầm trên tay điện thoại di động và quay lại clip vụ việc, một thành viên của đội Nguyễn Thanh Hải hỏi: "Chờ sao, tìm thấy xe có vui không?" Thì nạn nhân của chúng ta trả lời: "Trong trường hợp tụi anh không bắt được, em thấy camera cũng kêu công an tìm ra à." Ôi trời ơi, một câu nói như va thẳng vào mặt. Muốn tao biết ơn à, đừng mơ. Người quay clip thì chừng chừng và hỏi tiếp: "Kêu công an thì bao lâu mới tìm thấy chiếc xe này?" Lúc đó thì cô nữ sinh chẳng biết trả lời làm sao nên đành im lặng. Câu trả lời kiểu vô ơn và không biết điều của nữ sinh BH đúng là rất bức xúc. Khi thấy thành viên của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đưa camera điện thoại di động chỉ về phía mình thì có vẻ như BH lấy tay che mặt. Bộ biết mình nói chuyện ra xấu hổ hay sao ý. Sau đó thì anh này hỏi tiếp là: "Em ơi, cảm giác khi mất xe máy anh tìm được cho em thấy thế nào? Em cảm nhận như thế nào về đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải? Thấy trong lòng mình có vui hay không?" Thì lúc đó thì nữ sinh BH này có vẻ hơi gượng gạo và trả lời: "Dạ thấy hơi vui, nhưng mà hơi bực chút xíu." Khi được hỏi là ủa vì sao lại bực, nữ sinh nói: "Nhìn anh này cao to nhưng lập chuyện ấy. Chuyện ấy ở đây ý nói là anh trộm ấy nha các bạn. Như bạn cố coi hết clip này, chỉ để xem là bạn gái này có nói một câu cảm ơn đối với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hay không. Nhưng mà tin thưa không hề có các bạn nhé. Đúng là đây là một trong những làn hiếm hoi mà người xem clip bức xúc với nạn nhân hơn cả tên trộm xe máy và để lại hàng tá những bình luận chỉ trích gay gắt về cô gái này. Có người còn thắc mắc là không biết là cô gái này đã từng biết cảm ơn ai hay chưa, hay là không biết là nhỏ giờ có được giáo dục về chuyện này hay không. Cô nữ sinh của chúng ta cũng không ngờ rằng thái độ của mình lại bị ném đá khủng khiếp như vậy. Chỉ sau một vài giờ đăng tải trên mạng xã hội thì lập tức trang cá nhân của cô gái này bị tấn công dữ dội. Quá hoảng sợ cho nên nữ sinh viên này đã khóa Facebook của mình. Thấy em gái của mình hứng chịu búa rìu của dư luận, chị gái đã thay mặt để gửi lời cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải và phan tràn rằng: "Do em nó bất cẩn, có lời nói không hay thiếu tôn trọng. Một phần em nó khờ quá, mong mấy anh thông cảm bỏ qua cho em nó. Cảm ơn mọi người nhiều ạ." Có lẽ đây là một bài học đắt giá trong cuộc sống cho cô gái này.